Xin chào các bạn, chúng ta cùng học tiếng Việt lớp 1 nhé. Bắt đầu học thôi nào. Un. Ui nhờ un. Phụ huynh. Hờ huynh huynh. Đèn huỳnh quang. Hờ huynh huynh huyền huỳnh. Huynh hoa và huynh thường. Thật tuyệt vời, bạn đã hoàn thành bài học này. Đố bạn, bạn gà này có bao nhiêu quả trứng? Un, un, ui, un, un. Thật bất ngờ, bạn đã tiến bộ rất nhiều. Bạn hãy chạm vào nút bên dưới để quay về mục lục.